Chào các bạn nhé. Nãy mình có cái chân máy ảnh nhé, chân camera ấy cũ đây, 268 ngàn nhé, tiếp cổ máy ảnh wide frame về kẹp thì 3 năm 20. Mình vừa lại là bạn xem rồi cho có chắc chắn có đẹp nhé. Đây mình khi mình mua là cái này là nó có quay cái này nó có cái này là cái này là quay này đây, mở ra thì có chữ quay cái là nó như thế này, an tâm hơn chữ như thế này, đã hàng dự nên nó vẫn còn còn một cái còn dự nữa. Cái hàng mà hàng nhái của webcam này ở chỗ này nó không có chữ webcam đâu, nó không có chữ này. Đây các bạn nhé, cái này tầm 1 cân luôn đấy.
quay cái đầu lên nó rung lắm, nhưng khi dùng mình cái chân này cao cao ngang ngược mình luôn, vừa tâm luôn, còn khi vốn cao luôn nữa thì mấy cái này với giá tiền thì 270 ngàn, cái chân này có ok các bạn. Mình trước mua mấy cái chân kia nó mình đã quay từ chơi mỏng manh quá, yếu quá, nhanh hư nữa, thấy ok á.